Phúc trình tự do trên thế giới 2015 nói Việt Nam không có tự do. Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là không có tự do trong phúc trình về tự do trên thế giới 2015 vừa được tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố vào ngày hôm nay. Khảo sát của Freedom House về quyền chính trị và các quyền tự do dân sự tại 195 quốc gia trên toàn cầu năm nay xếp Việt Nam mức điểm thấp nhất về hạng mục quyền tự do chính trị 7 trên 7, nghĩa là người dân không hề có quyền tự do chính trị trong nước. Về các quyền tự do dân sự, Việt Nam được 5 trên 7 điểm. Xét điểm tổng thể về tự do, Việt Nam được 6 trên 7, tức mức gần thấp nhất trong bảng xếp hạng. Freedom House nói, nhìn chung nền dân chủ thế giới trong năm qua bị xuống cấp, phần lớn là do các cuộc tấn công khủng bố và những chính sách tàn bạo hơn của các chế độ độc tài. Với khảo sát vừa công bố, tự do trên thế giới bị tụt dốc trong 9 năm liên tiếp. Trong số 195 nước được đánh giá, 46% được xem là có tự do, 28% tự do cho một phần và 26% là không có tự do trong số này thì có Việt Nam.